Xin chào anh chị các bạn. Tiếp theo video clip làm website doanh nghiệp bằng WordPress á. Thì hôm trước á các bạn, hôm trước là mình làm tới cái bài số 21. Bài 20, video số 21 và 20 là edit code HTML CSS bằng Firefox với WordPress. Thì sau khi mình làm thực hành xong bài này á, bài tiếp theo của mình á là mình phải là đăng ký một cái domain và hosting. Đăng ký domain và hosting để upload lên website lên internet. Thì để đăng ký domain hosting á thì mình sẽ vô cái trang này, cái trang hosting.cần.thiết.web.com. Cái trang này là trang của tôi, cái trang của tôi đang xuất. Hiện giờ vô đây mình sẽ đăng ký mới một cái tài khoản, chỉ cần nhập email, khẩu, họ tên, điện thoại, mình sẽ đăng ký mới tài khoản. Sau khi đăng ký mới tài khoản mình sẽ đăng nhập vô. Ví dụ sau khi mình đăng ký tài khoản bằng email này thì mình sẽ có một cái email, cái thông báo đây này, thông báo này đó, mình sẽ đăng nhập bằng password, đúng không? Đăng nhập vô đây mình còn cái phần tên miền là để mình check tên miền dịch vụ nè. Mình có nhiều cái đăng ký mới, đăng ký domain, đăng ký domain, đăng ký tên miền đi. Đăng ký tên miền mình kiểm tra tên miền, ví dụ đăng ký tên miền trái cây, trái cây ngon, tìm trái cây ngon nha, tìm miền trái cây ngon. Ví dụ trái cây ngon đây được mua, mình xem là trái cây ngon info, hoặc info đó thì mình mua, mình đặt mua đó, nhiều mà trái cây ngon 71 ví dụ như vậy đó, thì mình sẽ tìm ra tên miền mua. Rồi mua mình sẽ mua tên hosting ha, mua hosting chọn vô luôn. Đó, 6590 đó, tiếp tục chọn hosting rồi tiếp tục và mình sẽ thanh toán. Đó, thanh toán cái đơn hàng đó. Nhưng mà khi mình đặt mua cái này á, thì mình phải nạp tiền vô tài khoản, khi muốn nạp tiền vô tài khoản thì alo trực tiếp cho tôi hoặc là email cho tôi để tôi nạp tiền cho bạn. Tôi nạp tiền cho bạn như vậy, có tiền tài khoản để bạn lấy mấy cái trang này, trang khách hàng quản lý khách hàng của bạn. Bạn là khách hàng của tôi, nhưng mà bạn sẽ quản lý những thông tin khách hàng của bạn ở trên này, trên trang này để mà mua domain tin. Ví dụ nó này, ví dụ như vậy này, ví dụ cách kiểm tra domain nó tin ha. Và tạm thời thoát cái này, rồi giờ mà cái bài up lên đó thì mình có video là mình xem video để mình làm ha. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ đăng nhập vô cái trang quản trị của website mình ha, trang quản trị của website đây. Bây giờ ở trang này bây giờ có khách hàng cái yêu cầu mình làm thêm cho họ một chức năng shopping cart trên này, nghĩa là chức năng mua bán online trên website này luôn, như là có giỏ hàng và người ta có thể đăng sản phẩm này, sản phẩm có giá tiền luôn. Thì sẽ làm như thế nào? Thì cái trang mình đây mình dừng lại ở mức là đăng cái bài viết giới thiệu về cái sản phẩm thôi, chứ chưa có là cái shopping cart thế này. Nó để có hệ thống quản lý về shopping cart thì đòi hỏi mình sẽ làm thêm một số chức năng nữa. Thì cái theme này á, cái theme này nó có hỗ trợ luôn rồi, cái theme dành cho shopping cart mình sẽ vô theme option nè, vô đây, vô trong cái option mình vô phần layout setting nè. Ở đây mình change đổi theme nè, ở đây nó có hai loại, một loại đầu tiên á là mình sử dụng theme bình thường, theme website doanh nghiệp thôi, không có shopping cart. Loại thứ hai á, có chứa nhiên nè, thì loại này sẽ có thêm một shopping cart. Khi mình chọn loại thứ hai đồng ý thì tất cả, thì cái theme này á
sẽ chuyển thành một cái em mới, cái style mới, nó có thêm là cái shopping cạp cho mình đó. Đó, hình đúng không? Xong rồi mình view lên đây, view lên theme này mới là theme mà mới là chuyển về cái theme shopping cạp thôi, chuyển về cái loại theme shopping cạp thôi đó. À, chuyển về thôi. Và sau khi chuyển về cái theme, chuyển về cái loại theme xuất bình kẹt á, thì mình sẽ quay vô cái phần gọi là login đó. Login mình sẽ cài thêm một cái login hỗ trợ xuất bình kẹt, cài thêm hỗ trợ xuất bình kẹt, là mình cài thêm một login hỗ trợ xuất bình kẹt là login là view không mệt, mình view không mệt. Đây, cài thêm view không mệt. Đó, mình không mở đây, cho đến mình không mở vô. Đây, intern nào, cài vô. Cài xong ấp tì cái lớp bên luôn. Rồi sau khi cài cái lúc của mở thì Google mở hiện lên cái trang lại cấu hình Google mở setup, thì là base setup thì mình đầu tiên là bấm vô đây lấy cái cài đặt cho mình là sẵn cho mình là một cái trang base setup, là một cái base cạc. Base setup là base hiển thị những sản phẩm, base cạc là base hiển thị về cửa hàng, rồi base check out hiển thị về thông tin người ta sau khi người ta thanh toán rồi, nó nhà mày mày cao là về đăng ký thành viên và về chi tiết cái thành viên đăng nhập đó, trang đăng nhập và trang đăng ký thành viên hả, trang mày cao rồi tâm viên rồi. Bây giờ cái trang này mình sẽ cấu hình là đầu tiên mình sẽ cấu hình là đi bán ở Việt Nam mà cô to rồi. Tiếp theo đây mình sẽ cấu hình là cái tiền tệ là Việt Nam đồng rồi, right là cái right thêm một cái khoảng cách nữa là right rồi, rồi cái khoảng cách hàng ngàn á mình cho dấu chấm, Việt Nam sẽ dấu chấm khoảng cách dấu phân là dấu phẩy, hai con số ha, hai con số cuối cùng, hai số phân cuối cùng, rồi thiếu cân nặng là kg và chiều dài cm không bao nhiêu. Rồi tiếp theo là cấu hình shipping và tax và thuế á, thì sẽ tính thu shipping rồi đó hay không, mà không này mình bỏ qua đi, mình sẽ tính, mình sẽ cấu hình sau tùy theo cái nhu cầu của mình, sẽ cái vô cấu hình sao mình tạm thời để vậy đi rồi bỏ qua. Rồi tiếp theo là cấu hình các phần thanh toán, thì thanh toán ở đây có nhiều thức thanh toán, PayPal hoặc là shipper, và ở đây mình sẽ xài hai thức thanh toán chính là trả tiền khi giao hàng và chuyển khoản ngân hàng, còn thức thanh toán còn lại dành cho quốc tế, nếu bán hàng, nếu mình bán hàng ra nước ngoài ấy, những có khách hàng mình là những người ở nước ngoài ấy, có thể thanh toán bằng PayPal, mình cái đăng ký thêm BBS vô ngay. Còn đây hiện tại sẽ này, sau này cái video sau tôi sẽ hướng dẫn bạn tích hợp cái hình thức thanh toán khác ở Việt Nam, đó là ngân lượng và bảo kim nha. Tiếp theo rồi, tiếp theo sau khi xong rồi mình sẽ quay lại cái bài của mình, quay lại đây. Rồi, xong rồi mình sẽ view lại nó sẽ cái mình, sau khi mình cài không mệt lên sẽ thấy thêm đây có một cái giỏ hàng ở đây, hiện tại mình chưa có cái shop, mình chưa có gì hết. Và bây giờ sẽ gọi cái bỏ cái trái cây sạch mình sẽ bỏ đi, mình sẽ bỏ đi, mình sẽ thêm đây là cái shop trái cây sạch chẳng hạn nha. Rồi để làm việc đó thì tại đây những bay, những cái bay á, những bay khi mà mình cài u không mệt thì nó tạo ra sẵn cho mình rồi, là những cái bay nãy tôi nói rồi. Bây giờ chân mình vô upgrade vô menu để mình gọi ra thôi, bay mình có rồi, bay shop mình có rồi đúng không. Giờ trái cây sạch này, bay trái cây sạch thì mình sẽ là mua bỏ đi, mình không xài cái đó nữa, mình sẽ xài cái bay gọi là
bay shop này không hiểu rồi đó. Bay shop mình kéo lên đây, đây này bay shop đây mình sẽ sửa lại tên, mình nãy mình nói là đây là shop trái cây sạch, shop trái cây sạch đó đúng không, rồi lưu lại view lên. Ở đây shop shop trái cây sạch của mình khi thích vô thì nó quay ghét nó phao nè, rồi nó phao nghĩa là chưa có sản phẩm, còn quay ghét đây nó sẽ xài cái quay ghét là u không mà shop đó, cho nên là chưa có dữ liệu cho nên nó chưa có gọi ra. Rồi bài tiếp theo mình sẽ chuẩn bị dữ liệu cho cái shop trái cây của mình nha. Kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Anh chị nhớ subscribe kênh YouTube của tôi ha, đăng ký kênh YouTube tôi để thấy được những cái video mới nhất của tôi.